Hello mọi người, bên lớp thân chào cô chú anh chị trên kênh của em. Hiện tại là chiều có cô Vũ Trắng không biết đâu để chặn nói những tiếng chị Sơn và chị Thanh Loan nó cuốn cho cậu là năm cái bánh bánh ít của gì của chú chị, của năm bánh bao của chú anh chị. Hiện tại một cậu đưa là có phát hiện thêm là bốn cái đèn màu đen chú chị, với cái bông sen đèn này của chú anh chị đây này. Đốt cháy liên tục ngàn của chú chị, 6 cái ngàn của chú chị ơi, 6 cái này nha. Rất đẹp nha. Tại một cậu năm đây có tuyệt vời của chú chị đây. Bên này 3 cái nữa anh chị, nó bắp sen anh cô chú chị, nó đèn bắp sen nó như kim cương anh cô chú, nó như kim cương đẹp không, y kim cương anh cô chú chị ơi, nó bằng đá pha lê cô chú chị. Xin phép mộ cậu ngay con rờ thế này không, như đá pha lê nè cô chú chị, cái giọng này bên nước ngoài nó không có đó. Gì đó pha lê, cái này nó dán vô thôi, cái này khô cái nó rớt á, này nó dán này, nó dán chắc dán silicone, nó dán gì nè cô chú vậy này, cũng hay ha, cũng công phu ha. Nó có thêm mấy cái đèn nữa nè, 4 cái đèn, đèn nó muốn hết tim nó chảy liu liu ta, rồi, cô chú vậy nè, đang cháy này. Cái này là cái gì ta, kinh hả, kinh chị giá với đơn cúng này cô chú chị, dây chuỗi của ai vậy ta, hiện tại có mới bỏ không cô chú chị, có dây chuỗi này để gì trên đó vậy ta, hiện tại là thấy trên bộ cậu có dưới đây 3 tầng nữa, ở đây là cơm, ở dưới là xoài và bông bông cô chú chú chị, dưới là bánh khía sầu bèn sầu riêng bánh khí bánh bánh bía bía đậu sầu riêng nha cô chú chị. Tiếp tục là có 5 cái bánh bao nè, 3 cây đèn to, 3 cây đèn nhăn to nha cô chú chị, nhăn chắc té tới mai luôn ha nè cô chú chị. Nó chủ hạ của ai mà để quấn lên cái lồng đèn người ta ở trên cái ly hương cô chú chị, chắc bỏ đâu ra bỏ đó được nha, cho sự cho phép của người nhà mới được để vậy nha, không đâu không để được đâu nha, chứ không phải là để gì để đâu, còn chưa chưa tiểu đâu nha, cũng nên liên hệ với chị Địa Loan rồi đó. Để nghĩ gì để đây nè, chị chủ đó là có ly hương mà sao đĩa có ảnh hưởng nhà mình, để chị nói nha, làm y trồng cổ người ta lại đúng không, ủa thầy nè hiểu bố sao kỳ vậy, chẳng thà mình để ở dưới, mình để dưới cái chân cũng được, đây để quắn lên cái đầu con sư tử luôn đó, đây này cô chú chị thấy không kỳ vậy, nói chung là có nhà rồi, giờ có anh trai anh đoan đốt hương cho cậu năm, chào anh, nó có gì này
Có cái sáu cái đàn đó, có đèn bên này không? Ba cái đàn bèn bắp sen, đàn nhỏ, hai cái đàn lồng lớn. Bên kia có không ta? Bên kia có luôn anh. À là bốn cái đúng không? Bốn cái đàn lồng, bốn đàn lồng và sáu cái đàn bắp sen. Hát trên mùa cậu. Qua ai vậy? À giờ chú Tiểu lấy xuống rồi cô chú chị. Của ai vậy? Đâu có được trồng lên đó hả? Đúng rồi, chị lên nó lấy xuống. À đây cô chú anh chị. À, hiện tại là trên có ly hương của cậu Năm, có con sư tử. À, đây của chị. Có một cái dây chuỗi nè. Đó. À, trồng qua con sư tử trên có ly hương bự. Cho nên là chú Tiểu hỏi chị Hồng Loan là cái danh phải chị biểu không, cuối cùng là chị Loan không có, chú Tiểu đã lấy xuống nha cô chú anh chị. À, chị Hồng Loan bị lấy xuống nha cô chú anh chị. Đây. Chú Tiểu lấy xuống anh. Nè, chú Tiểu lấy xuống này, chú Tiểu nó đánh chính nha. Anh yêu kìa. Nhưng mà nó đã gọi nó hỏi chứ nó đâu có. Chú Tiểu lấy xuống không chú Tiểu ơi? Nghe nó rất là lịch sự luôn nha. Chị gọi chị Hồng Loan xong. Đúng rồi, đúng rồi. Nó là để gọi cho anh Niu một tiếng, tại vì sao cũng là cái nhà của anh Niu, nó còn gọi cho anh Niu nữa đó. Rồi anh Niu nó lấy xuống rồi chú Tiểu mới lấy đó, chứ không phải là lấy đâu. Cứ để mộ cậu tự nhiên vậy đi, đừng có để bất cứ đúng không? Dạ có chứ chị. Cái nó lấy rồi. Lại cãi nhau nữa rồi, cái gì chửi nữa cô chú anh chị ơi. Quá lầm xùm. Toàn là cái thành phần bá dưa đến mùa cậu không. Đâu muốn để làm để được không? Phải hỏi gia đình hoàng nhá. Giờ anh muốn cúng có bông hoa, muốn để trên mộ hoa cái đèn nó có hỏi đàng hoàng, cho anh muốn là hoặc đồ lớn vậy. Hả? Chị Hồng Loan thấy chị Hồng Loan nhưng mà nó đang gọi cho em rồi. Nè cô chú chị. Rồi sẽ thôi clip em cũng khá dài rồi, em sẽ kết thúc nè cô chú chị ơi. Cô chú anh chị thấy video hay thì ý nghĩa hay cho em một like và đăng ký kênh cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.